Theo cáo trạng, do biết ông nội là Nguyễn Trọng Toài 1926, tổ dân phố Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, xoan xỉn cất tiền trong túi quần nên Nguyễn Đình Hà rủ Trần Khắc Thắng đến nhà ông nội mình để cướp tài sản. Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 2 tháng 6 năm 2019, Hà và Thắng lấy một chiếc chăn tại nhà bố mẹ Hà đến nhà ông nội rồi ngồi chờ thời cơ ra tay. Khoảng 15 phút sau, khi thấy ông Toài đã ngủ say, Hà dùng chăn trùng đè lên đầu ông Toài để Trần Khắc Thắng thò tay vào túi quần nạn nhân đang mặc lấy tiền. Sau đó cả hai cùng bỏ chạy đến một ngôi nhà quan ở tổ dân phố Đông Phong, phường Kỳ Thịnh kiểm đếm số tiền trong chiếc túi giả dừa cướp được, trong đó 7,5 triệu đồng. Với số tiền cướp được, hai đối tượng tóm taxi đi mua một chiếc máy tính bản di động hiệu Obo sợ hết 1,5 triệu đồng. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Hà và Thắng tóm xe khách vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi tiêu xài hết số tiền đã cướp được, cả hai mới lo kinh hoàng về hành vi của mình nên ngày 6 tháng 6 năm 2019, Hà và Thắng quay về nhà và đến công an thị xã Kỳ Anh đầu thú. Tại phiên xử, Nguyễn Đình Hà và Trần Cát Thắng đã ăn năn, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy khốn cho thôn hội, bản thân trẻ tuổi nhưng lại lười lao động, không chuyên tâm làm ăn mà lên kế hoạch cướp tài sản của người già cả, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nên cần phải cách ly ra khỏi đời sống thôn hội một thời gian đủ dài để răng đe và giáo dục. Sau khi cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đình Hà tại thời điểm gây án chưa đủ 18 tuổi, 5 năm tù và tuyên phạt Trần Khắc Thắng 6 năm tù về tội cướp tài sản.